hôm nay chúng ta sẽ thử làm tuyến trên hai cái bàn phơ. Tuấn sẽ thử tuyến trên cái phơ. Mình sẽ thử tuyến trên cái phơ POD HD 5.x của hãng Lysix, khá to ha. Và tôi sẽ chơi trên cái Boss GT1. Mời các bạn tham khảo qua hai cái loại tuyến xem như thế nào ha. Thank you.
cảm nghĩ cá nhân. Theo em thì cái POD HD 500X này thì tiếng khá là ok, tiếng khá là hay, và thấy cái điểm mạnh của nó là những cái dòng tiếng rock và những cái em như là Plexi hay là Plexi hoặc là những cái em là Lead đó, thì tiếng của nó ra rất là đẹp, có thể nói là khá đẹp. Tiếng rock mà nghe chặt chém dữ ha. Đúng rồi, chặt chém. Một cái thế mạnh của nó nữa là cái đặt tên, đặt tên được đầy đủ. Ông này tên là gì, Hoàng Thắng gì đó, PWC đặt đặt tên thì không có bị hạn chế. Hạn chế ký tự, còn tên Boss G1 thì nó hạn chế số ký tự, phải bỏ bớt số ký tự. Về tiếng clean, hàng Boss G1 là clean, tiếng mềm mại. Mà tiếng rock thì không có so được với HD. PWD là tiếng rock thôi. Nói chung là nó ướt hơn, hơi ướt hơn, cảm giác là như vậy. Cảm giác là như vậy. Thì giá tiền cái này cao hơn nhiều hơn thôi. Cao lên trên trời đúng không? Em nhớ giá nó nhiều. À nhưng mà nó khoảng trên 1.000 đô. Trên 1.000 đô. À. Em nhớ mấy mấy nó nhiều. Khoảng này chắc khoảng khá cao. Cái này chắc khoảng 200 đô. Con này dòng mới khi mà nó mới ra nó được xem là high class của Classic. À. Tức là dòng cao nhất và hiện tại nó chỉ đứng sau Classic Helix thôi. À. Nói chung giờ vẫn là thứ dữ. Đúng rồi, vẫn là thứ dữ. Còn này cũng hơi bèo bọt, 200 đô. Dòng chung. À, dòng tập. Như đứa, cũng bỏ cho bao đàn tiện. Còn hầm hố là nó ok. Nó nhiều sự lựa chọn là sweet hơn. Diễn lại đối với con Boss HD500X này thì nó có rất là nhiều food sweet. Đúng rồi. Diễn lại mình chọn tiếng, nhiều tiếng khác nhau và thậm chí là mình có thể can thiệp trực tiếp trên cái chain effect của nó luôn. Rất nhiều food sweet. Can thiệp trực tiếp lên trên đó. Còn Boss GT1 thì ít full switch hơn, nhưng có 3 nút à. Nhưng mà được cái nó bỏ cho con đàn được. Còn đây thì phải xách đi. Thuận tiện những người có ô tô quăng lên là xong ha. Thôi rất cảm ơn các bạn đã nghe qua sau tiếng này. Nếu các bạn cần hỗ trợ làm tiếng hãy liên hệ thông tin ở dưới. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích hãy để lại chúng tôi một like, share, một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Tôi là Cụ Minh Đốc, đây là Tuấn Bonny. Tôi là Cụ Minh Rock. Nếu các thông tin vừa xem giúp ích cho các bạn, hãy subscribe YouTube channel và tham gia vào nhóm ghi tài điện của Minh Rock ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn.